người tố cáo cục phó thi hành án dân sự Sóc Trăng lên tiếng. Ông Tư Công cho rằng một vị cục phó thi hành án dân sự Sóc Trăng ký bán cùng một thửa đất cho hai người là có hành vi lừa đảo rất rõ, nhưng cơ quan điều tra lại kéo dài thời gian xác minh. Những ngày qua, ông Trần Phạm Công 69 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Sóc Trăng rất bất xúc khi hay tin phó cục trưởng cục thi hành án dân sự tha dân số tỉnh, Sóc Trăng Lưu Khánh Đường phát biểu với báo chí: rằng ông Đường là bị hại trong vụ ký giấy bán cùng thửa đất số 430 tờ bản đồ số 9 ở ấp Nam Chánh. Xã Lịch Hội Thượng Trần Đề, Sóc Trăng. Hai người có tên trong hai hợp đồng mua đất do ông Đường ký là ông Trần Phạm Công. Và ông Trương Tấn L. Ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Một thửa đất bán cho hai người là lừa đảo. Trao đổi với chúng tôi. Ông Công cho biết tháng 11 năm 2017. Ông với vợ chồng ông Lưu Khánh Đường đến văn phòng công. Chứng Trần Thanh Dũng ở thành phố Sóc Trăng. Để, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng 75.840m vuông đất của các thửa 430, 701, 702 tờ bản đồ số 7, tại ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, trong đó, thửa đất 430, được phía ông Đường bán cho ông Công với giá trên 3 tỷ đồng. Sau khi tôi trả cho vợ chồng ông Đường trên 1,6 tỷ đồng, thì em, và cha mẹ ông Đường kêu tôi không trả nữa, vì đất đó là của họ, còn ông Đường, thì nói đất của ổng, nên kêu tôi đưa tiền tiếp. Thấy nhiều người thân của ông Đường không cho tôi đưa tiền cho ông này và xảy ra tranh chấp, nên chúng tôi làm giấy cam kết là khi nào ông Đường giao đất thì tôi mới trả hết số tiền còn lại, như vậy ông Đường lấy lý do tôi chưa trả hết tiền để không giao đất là sai ông công nói. Theo ông công, trước khi mua đất của ông Đường, người đàn ông có nhiều trang trại chăn nuôi heo, gà này cứ ngỡ rằng ông L thuê thửa đất 430 của ông Đường để nuôi tôm. Vì vậy, khi thấy ông Đường không giao đất nên ông công gặp ông L để tìm hiểu tôi mời anh L, uống cà phê, và kêu anh ấy trả đất thuê của Lưu Khánh Đường, để đường giao cho tôi, lúc đó, anh L, mới đưa ra hợp đồng Lưu Khánh Đường bán thửa đất 430 cho anh ấy, khiến cả hai bất ngờ, trong hợp đồng của anh L, phẩy, thì ấp nhân dân xã lịch hội thượng xác nhận, hợp đồng của tôi, thì văn phòng công, chứng Trần Thanh Dũng xác nhận, như vậy, cả hai hợp đồng đều có giá trị. Thì rõ ràng việc Lưu Khánh Đường bán một thửa đất cho hai người là vi phạm pháp luật với hành vi lừa, đảo, ông Tư Công bức xúc nói sẽ khiếu nại lên bộ công an trước sự việc đã giao tiền tỷ cho ông đường nhưng không được vị cục phó cục tha dân số sóc trăng giao đất ông công gửi đơn tố cáo ông lưu khánh đường đến cơ quan cảnh sát điều tra cs đội tuyển công an tỉnh sóc trăng ông công cũng gửi đơn đến áp nhân dân tỉnh sóc trăng để yêu cầu xử lý ông đường nhưng ban tiếp công dân của văn phòng áp nhân dân tỉnh sóc trăng trả lại đơn hướng dẫn ông công liên hệ cơ quan cs đội tuyển công an sóc trăng để được giải quyết hành vi của ông đường là quá rõ ràng nếu cơ quan điều tra không giải quyết thì tôi sẽ khiếu nại hoặc tố cáo lên bộ công an ông công nói như đã thông tin lãnh đạo cơ quan cs đội tuyển công an sóc trăng cho biết đang trưng cầu giám định một số giấy tờ mới phát hiện được trong vụ ông công tố giác tội phạm xảy ra tại ấp nam chánh xã lịch hội thường người bị tố giác là ông lưu khánh đường vì ông công cho rằng vị cán bộ này bán cùng một thửa đất cho hai người là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như vậy tôi chỉ bán đất một lần đúng theo pháp luật là bán cho ông công tuy nhiên ông công chưa trả hết tiền thì hủy hợp đồng tôi lấy đất lại còn ông l hồi xưa ký giấy tay mà giấy tay chỉ có giá trị đến lúc hai bên đến ngân hàng lấy giấy đất ra rồi thỏa thuận lại cách mua bán chính thức và ký hợp đồng theo pháp luật giấy tay đó chỉ là để làm tin thôi ông đường nói ông đường còn nói rằng việc ký giấy bán đất cho ông l là do nợ tiền mua thức ăn nên ký để làm tin ông l Ép tôi ký giấy để làm tin và giấy tay đâu gọi là mua bán đất được? Đất đai là tài sản đặc biệt chứ không phải xe cộ. Giấy tay thích thì viết với nhau thôi. Tôi ký vì ổng thích còn ra pháp luật người ta không công nhận. Trong vụ này tôi là bị hại vì bán đất cho ông công nhưng không nhận đủ tiền. Còn đất của tôi ông l sử dụng mấy năm ông ấy phải trả lại tiền sử dụng đất của tôi ông đường dãi bảy. Đừng im lặng, hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại